bấy giờ cụ thọ xá lợi tử bạch phật bạch thế tôn các pháp chân như pháp giới pháp tánh tánh chẳng hư vọng tánh chẳng đổi khác tánh bình đẳng tánh đi xanh pháp định pháp trụ thật tế cảnh giới hư không cảnh giới bất tư nghỉ đều rất sâu xa bạch thế tôn trong đó sắc chẳng thể nắm bắt được chân như của sắc cũng chẳng thể nắm bắt được vì sao? Vì trong đó sắc còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của sắc có thể nắm bắt được. Trong đó thọ tưởng hành thức chẳng thể nắm bắt được, chân như của thọ tưởng hành thức cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó thọ tưởng hành thức còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của thọ tưởng hành thức có thể nắm bắt được. Bạch thế tôn trong đó nhãn xứ chẳng thể nắm bắt được, chân như của nhãn xứ cũng chẳng thể nắm bắt được vì sao vì trong đó nhãn xứ còn chẳng thể nắm bắt được huống là có chân như của nhãn xứ có thể nắm bắt được trong đó nhĩ tĩ thể thân ý xứ chẳng thể nắm bắt được chân như của nhĩ tĩ thể thân ý xứ cũng chẳng thể nắm bắt được vì sao vì trong đó nhĩ tĩ thể thân ý xứ còn chẳng thể nắm bắt được huống là có chân như của nhĩ tĩ thể thân ý xứ có thể nắm bắt được Bạch Thế Tôn trong đó sắc xứ chẳng thể nắm bắt được, chân như của sắc xứ cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó sắc xứ còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của sắc xứ có thể nắm bắt được. Trong đó thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng thể nắm bắt được, chân như của thanh hương vị xúc pháp xứ cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó thanh hương vị xúc pháp xứ còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của thanh hương vị xúc pháp xứ có thể nắm bắt được bạch thế tôn trong đó nhãn giới chẳng thể nắm bắt được chân như của nhãn giới cũng chẳng thể nắm bắt được vì sao vì trong đó nhãn giới còn chẳng thể nắm bắt được huống là có chân như của nhãn giới có thể nắm bắt được trong đó nhĩ tĩ thể thân ý giới chẳng thể nắm bắt được chân như của nhĩ tĩ thể thân ý giới cũng chẳng thể nắm bắt được vì sao? Vì trong đó nhĩ tĩ thể thân ý giới còn chẳng thể nắm bắt được. Huống là có chân như của nhĩ tĩ thể thân ý giới có thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn trong đó sắc giới chẳng thể nắm bắt được, chân như của sắc giới cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó sắc giới còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của sắc giới có thể nắm bắt được. Trong đó thanh hương vị xúc pháp giới chẳng thể nắm bắt được, chân như của thanh hương vị xúc pháp giới cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó thanh hương vị xúc pháp giới còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của thanh hương vị xúc pháp giới có thể nắm bắt được bạch thế tôn trong đó nhãn thức giới chẳng thể nắm bắt được chân như của nhãn thức giới cũng chẳng thể nắm bắt được vì sao vì trong đó nhãn thức giới còn chẳng thể nắm bắt được huống là có chân như của nhãn thức giới có thể nắm bắt được trong đó nhĩ tĩ thể thân ý thức giới chẳng thể nắm bắt được chân như của nhĩ tĩ thể thân ý thức giới cũng chẳng thể nắm bắt được vì sao vì trong đó nhĩ tĩ thể thân ý thức giới còn chẳng thể nắm bắt được huống là có chân như của nhĩ tĩ thể thân ý thức giới có thể nắm bắt được bạch thế tôn trong đó nhãn xúc chẳng thể nắm bắt được chân như của nhãn xúc cũng chẳng thể nắm bắt được vì sao? Vì trong đó nhãn xúc còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của nhãn xúc có thể nắm bắt được. Trong đó nhĩ tĩ thể thân ý xúc chẳng thể nắm bắt được, chân như của nhĩ tĩ thể thân ý xúc cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó nhĩ tĩ thể thân ý xúc còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của nhĩ tĩ thể thân ý xúc có thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn trong đó các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chẳng thể nắm bắt được, chân như của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng thể nắm bắt được vì sao vì trong đó các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra có thể nắm bắt được, trong đó các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra chẳng thể nắm bắt được, chân như của các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng thể nắm bắt được, vì sao vì trong đó các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra còn chẳng thể nắm bắt được huống là có chân như của các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra có thể nắm bắt được